thường chỉ cần bình thường đúng không? Nó đứng ra đó là vừa cường dương đó. Chỗ này ở đâu? Bà Thảo ngồi xuống ăn chứ bà Thảo. Ăn chứ. Bà trong má tao đi hoài vậy. Ừ á. Để bước, để cuối giờ đi ạ. Em đang cảm giác nha chị Thảo nha. Nhưng mà này vôi hai cái bàn đầu đó. Chính chị máy đủ không? Hai máy nè, hai máy bay quen. Ủa mình đang uống gì kia mình ra đây mình đứng hoài vậy? Ăn uống gì đi rồi thôi, mới ăn nãy ngồi chung đó, mới ăn nãy ngồi chung rồi. Rồi bao giờ quay mai bao giờ cũng biết hoa thật quay luôn. Trời ơi, cái team của mình đang sắp tụt lâu chết rồi. Ờ đúng rồi, cái team của mình. À. Cái team yêu thương của mình thấy vậy. Ông lúa ông Sang đang dễ đâu vô mọi người đang chờ đợi xuống. Cái là Sang đợi là mình đâu vô? Gánh đâu ạ? Có Okay.
sắp thân tới rồi mấy anh em ơi. Đón chào rồi. Nhạc này vậy anh phát luôn hả? Không sợ luôn hả? Hả? Nhạc vậy anh phát luôn hả? Anh tắt hai rồi đó. Sợ tắt hai luôn rồi. Nhạc nào? Đó. Cứ dính bản quyền liên hệ với anh. Cứ vậy hả? Gà đài cứ dính bản quyền liên hệ với anh. Tắt lại, tắt lại rồi. Mà thua gì đó. Má hậu. Xin chào má hậu. Má hậu. Liên hệ với anh. Báo thì vui như nào nãy à? Mới ra bà mua được à? Càng nghe bức tranh thật ý được cái thời điểm là biết cái gì em cũng sẽ cứ dưới nào với con chú chị á để cho má tên tụi nhiều ha. Má Tư tới sớm hơn chị Lâu với chị Ni. À, má Tư đi đây hả? À, má đi học ra lên nên là tới sớm, má không bị kẹt xe. Còn con Lon chắc nó đang đi taxi. Mớm đang đi, đang đi chung với anh Sang. Đang đi với anh Sang Sàng phải không? Đúng rồi, anh Sang học tròn. Quang thượng tươi. Cái nhà giờ chú phải yên tâm tới. Hoàng thượng tới rồi. Cái hoàng hậu. Cái hoàng hậu tới. Bây giờ ba ngồi với nhóm trai già hay trai trẻ? Khỏi bán đi với cái quan qua giả quỳ. Qua giả quỳ. Hoàng thượng ngồi với hoàng hậu nè. Ngồi bỏ đi với tôi chạy qua. Làm gì?
Hải à, đã làm gì để chúng tôi đánh chồng? Rồi, tin thật tin tin dự tính được của em đúng không? Phải không? Anh thích đỡ lắm mà anh không gặp được nó. Gặp đó phải bắt không có ở đây đâu. Đâu nó đang live mà. Nó đang live ở đây á. Phải ra lắm anh bình luận. Anh cho nó bình luận với chị như đó. Quất một cái nó buồn buồn đứng đây là nhìn thấy hết nè, đứng đây là nhìn thấy hết. Đây là chị Tiên, đổi tiếng bên Mỹ các bạn ơi.
tiền áo. Tiền áo. Dạ, tính kia bà tiên không mà, nhưng mà tại trẻ quá nổi là bé tiên. Đi, qua, để lấy qua rồi bà đi. Đi bỏ cái gì lên đây. Qua luôn. Đâu có lên đây. Sao mấy giờ, mấy thầy chị đứng đây, mấy giờ. Ngồi ăn, ăn tuổi quá ha. Đặng vì mất cái ly rồi nên năm nay không có ly mới. Nè bạn tới của kìa, cứ tặng đi. Đó bạn. Lâm Minh ơi, đảo thực gia tới. Sau đây là đoàn xiếc quốc tế đang chuẩn bị bước vào sân khấu. Đấy, lá hồi này làm cái tuồng mà biến mất luôn á. Anh nhớ là biến mất luôn. Biến mất luôn đi. Cô xíu làm ai sẽ là đi xin được. Đi lên xin từ nay không chỉnh đi thẳng. Đi thẳng. Đi thẳng. Đi thẳng. Có cái lỗ luôn. Sao chưa lấy gì hết lại. Đây mẹ nhé. Đi kính cho luôn. Rồi. Đủ con đó rồi. Đủ đủ con đó rồi. Cái điện thoại nó đâu rồi? Em đang ở trên đường thằng Minh đấy. Anh được nhà thông minh sẽ đi thẳng vô năm năm ba năm tám năm tám chín. Trong làng hội hố nè, rồi cũng có đóng phim Việt Nam, chủ yếu là hài là nhiều, chủ yếu là hài bắt nhãn ra thờ đó. Hôm nay là dự định là sẽ hát tập sân khấu, hết ca sĩ này thay phiên tập sân khấu. Quá trời được tốt luôn này. Con gì đây? Chị hả? Chị đã biết đánh sập cái chị rồi. Đúng rồi. Chị hả? Đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi. Dạ. Thấy bản lĩnh không? Đầu tiên có người dám vậy? Dạ. Đúng rồi. Rồi Hồng đi, Hồng Loan tới nữa rồi. Chúng ta theo phiền cái thùng. Hồng Loan tới, Hồng Loan tới, Hồng Loan tới. Sao vậy? Đi đâu vậy? Ở đây nè. Chị Loan ơi. Chị Loan ơi. Chị Loan ơi. Lấy cái này luôn. Thấy vẫn còn thấy thấy hồi nãy không kêu tôi đầu tiên đó rồi cho bao lâu lên nè
Con lấy cái điện thoại đi. Không sai đâu. Không có sai rồi bên đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cá mắt cá đi. Nay tới nha. Chúng tôi muốn mất.
Không đủ chỗ đâu.